Ví dụ yêu cầu tính tổng hai đa thức A và B. Đây nhá, chúng ta có như sau. Ví dụ 1 này. Thầy yêu cầu là tính tổng hai đa thức, người ta cho đa thức A. Câu A này, người ta cho A bằng 2x bình y cộng với y mũ 3 cộng với 3x y bình thì trừ cho 2. Đây là đa thức A này. Và đa thức B là bằng này 2y mũ 3 trừ x bình y cộng với 2x y bình và cộng 1 này. Đây là đa thức B này. Và người ta yêu cầu tính tổng đa thức này thì chúng ta có A cộng B này thì bằng này, tất cả chúng ta cho vòng ngoặc trước. Các em đừng có vội, cứ làm từng bước một cho thầy. Chúng ta cho vòng ngoặc trước. Được chưa? Sau khi em cho vòng ngoặc rồi thì em phá ngoặc. Nào, chúng ta phá này. Thì chúng ta có 2x bình y cộng với y mũ 4 cộng với 2x y bình thì trừ cho 2. Đằng trước dấu ngoặc là cộng thì thay đổi thành giữ nguyên dấu là cộng 2y mũ 3 trừ x bình y cộng với 2x y bình thì cộng 1. Được chưa?